đang đến với phần tâm đầu ý hợp. Trong tay em có 10 câu hỏi. Anh Triệt chỉ cần trả lời là có hay không, trùng khớp là thành công. Mình sẽ có số điểm mang về. Mình sẽ được phần thưởng của chương trình rất đặc biệt. Chị háo hức chưa? Anh sẵn sàng chưa anh Duy? Chơi! Rồi, câu hỏi đầu tiên bắt đầu. Anh chị có bao giờ viết thư tình cho nhau chưa? Chị coi ảnh có trả lời giống chị không? Yeah. Ủa chưa bao giờ luôn hả chị? Chưa. Không. Mà chị cũng không bao giờ. Chị không thích điều đó. Chị không thích. Anh cũng không thích hả anh? Vợ anh không thích thì anh thích chi em? Ok, trời, trả lời gì mà hay. Trả lời gì mà biết lấy lòng vợ quá vợ. Câu tiếp theo. Anh chị có đồng ý với quan điểm là vợ thì phải giỏi việc bếp núc hay không? Còn anh trả lời sao chị? Không. Sao vậy anh? Để em hỏi anh. Hả? Sao vậy? Không, anh không quan trọng chuyện đó. Tại vì vợ anh nấu ăn rất là ngon. Nhưng mà anh không bắt buộc vợ anh phải nấu ăn cho anh. Vậy hả? Ừ. Không bắt hả? Câu tiếp theo. Chị Đại Trang thuộc trên 10 bài hát sáng tác của anh Nguyễn Hoàng Duy đúng không? Trời ơi, chắc chắn luôn. Kết quả? Không ạ. Không thể nào thuộc đúng không chị? Đúng rồi. Câu tiếp theo ạ. Chị Đài Trang thích được anh Duy tặng trang sức hơn là tiền mặt đúng không? Trang sức hơn là tiền mặt. Trang sức hơn là tiền mặt đúng không? Theo anh là câu trả lời này anh phải có một cái bản khác nữa. Nhưng mà anh cứ dơ theo cái đáp án của anh. Rồi, kết quả anh Duy anh coi đúng không? Kỳ vậy. Anh nói là vợ anh thích cả hai. Câu tiếp theo. Nếu anh Duy vừa nhận được tiền của khách hàng thì việc đầu tiên anh Duy sẽ chuyển khoản cho chị Trang đúng không? Chết rồi, cái này mới căng nè bây giờ. Đoạn này mình có biết nên nói sao. Mời em Duy đưa kết quả. Anh làm gì? Có mấy lần anh cũng có giấu. Nhưng mà sau đó thì sao ạ? Cũng đưa về ạ. Câu tiếp theo. Nếu chị Trang nhắn tin với anh Duy em muốn uống trà sữa thì anh Duy có ngay lập tức đặt cho chị một ly size bự nhất hay không? Anh ơi, sao im re vậy? Anh sẽ đi mua luôn đó chứ. Giỏi quá vậy. Câu tiếp theo. Trong gia đình anh Duy là người thường hay selfie nhiều nhất đúng không? Sống ảo hả chị? Trả lời rồi nha. Trả lời thẳng. Không. Xạo. Kỳ quá vậy. Xạo. Vợ hại anh đó. Không có điện thoại còn hình của vợ không mà. Anh chỉ hay selfie khi nào mà anh bồng con thôi. Còn anh ít khi nào selfie một mình lắm. Thôi tôi tin vợ anh. Câu tiếp theo. Anh Duy có thường hỏi chị Trang, Trang cần mua sắm gì không? Anh dẫn em đi, có hay không? Sao vậy? Vợ anh là một người rất chủ động. Khi vợ anh thích làm cái gì thì vợ anh sẽ tự động đi làm. Khi nào mà không thể làm được một mình thì mới nhờ tới anh. Rất chủ động, rất cá tính. Tại mình giữ tiền mà phải không chị? Đúng rồi. Ủa sao khóc? Sao bé gì khóc? Không, anh vui đấy em ạ. Ok, em hiểu vui rồi đấy em ạ. Câu tiếp theo. Trong các loại nhạc cụ anh Duy chơi giỏi nhất guitar đúng không? Kết quả? Lại thiếu quản nữa rồi. Rồi cứ dơ đi. Đúng rồi. Anh chỉ không chơi được violon thôi, còn lại cái gì cũng chơi hết. Chị Trang có bao giờ nghĩ dẫn dơ ước gì anh Duy không phải là nhạc sĩ mà làm một nghề gì đó nhiều tiền hơn hay không? Trời ơi. Có hả chị? Có. Mà chị nghĩ là chị có nói với ảnh không? Có luôn. Nói luôn. Đó là một câu chuyện hề hả chị? Nói hoài à mà cũng vậy. Ok, vậy là hai anh chị idol của em đã hoàn thành xong 10 câu hỏi và đã trả lời được 7 trên 10 câu hỏi. Chúng ta đã có được 7 điểm thưởng của chương trình. Và chúng ta sẽ cùng đến với phần thưởng dành cho khán giả, là phần thưởng cho bản thân chị. Hai vợ chồng hãy cùng hát bài Mây và Núi. Này trùng hợp hai nữ một nam. Núi cứ đến yên, đến yên hoa, làm cho mây ngập ngừng không rời xa. Đừng nghe mây ghé qua, trời bỗng xanh thêm lời ca. Mây ông lòng vì mây nước nào. Tha. Ừ, ngừng bay ngang.
Sau khi mà anh chị đã thể hiện thật sự ngoan một cái ca khúc làm gợi nhớ tuổi thơ của em cảm thấy vui lắm. Chúng ta hãy cùng đến với phần đồng sức đồng lòng.